Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em. Em giới thiệu đi mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Quảng Nam và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng chuyên về mảng nhân sự cũng như là bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại đâu? Tại thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể các quý vị khán giả. Em là Trương Văn Hội, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng cho công ty của phần phát triển dự án đầu tư IDC. Em làm việc ở đâu? Ở quận Phú Nhuận chị. Rồi, ưu điểm của hai bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon, không hút thuốc, gọn gàng, sạch sẽ chị. Ưu điểm của em là hay quên, hơi khó tánh chút. Và ngủ thì ngáy. Ngáy dữ không? Lớn dữ, không? Lớn lắm. Lúc nào cũng ngáy hay sao? Không, mỗi lần đi nhậu á, về nó hơi mệt nên người nên ngáy nhiều quá. Chị chỉ có nhậu là nhìn ngáy thôi đúng không anh? Ờ, cái đúng rồi, đúng rồi. Rồi, anh gái, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ. Còn khuyết điểm nữa là gì? Ờ, nói đi, trời ơi, sao mà chậm vậy? Là em nhậu hơi nhiều chị. Ăn nhậu nhiều, bởi vậy ra ngáy nhiều. Bây giờ muốn triệt cái ngáy thì phải triệt bớt cái ăn nhậu. Dạ đúng rồi chị. Có bụng bự không? Bụng hơi bự vậy ơi. Đó, nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi. Tôi không nhậu, bụng tôi cũng muốn bự rồi nè. Rồi hết chưa? Hết khuyết điểm chưa? Dạ hết chị. Rồi tới bạn gái. À, dạ, ưu điểm của em thì mọi người hay nhận xét em là người hòa đồng, vui vẻ và rất là nhanh nhẹn. Còn nhược điểm của em là rất là khó tính. Và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ em không làm được. À. Dạ. Rồi, đó là ưu điểm, khuyết điểm đó. Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường thì trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình kéo dài hơn 3 năm. Dạ. Và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó. Lý do sao mình chia tay em? Cái công việc hai người nó cứ bận rộn. Thứ hai đó là do anh đó không có quan tâm. Tức là khi mà em với anh đó với cách nhau chỉ có 100m đường chim bay thôi. Nhưng mà thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời là tính bằng chỉ đầu ngón tay thôi đó. Gì kì vậy? Dạ. Cái đó là em cũng không biết, nhưng mà sau này phát hiện ra là do anh đó không có chụp thủy. Đúng rồi, phải có lý do chứ, dễ gì mà tự nhiên cách nhau có 100m người ta như 100 vậy là không yêu số. Nhau thật sự rồi. Không yêu nhau. Cách nhau có 100m đường chim bay mà 3 năm gặp nhau đếm đầu ngón tay chắc chắn là không yêu thương nhau rồi. Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó anh nghĩ không phải là mối tình đâu. Đâu phải tình yêu đâu. Chắc anh ấy kiếm thêm á. Cái đó tội nghiệp lắm á nha, thấy thương lắm á nha. Dạ, em thì có hai mối tình chị ơi. Mối tình gần đây nhất là cách này 4 năm thời sinh viên chị. Chia tay là do em cũng có tính hay quên. Hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Quên có 1 lần hả? Dạ, quên nhiều lần. Trời nhưng ơi. Mà gặp lại là... Cái đó là bậy rồi. Em quên có lần còn thể tha thứ được, quên nhiều lần là bậy rồi. Đúng rồi. Hay là kiếm thêm nữa. Ừ. Có thương người ta thiệt không em? Dạ có chị. Thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác. Không, lúc đó em lên lưu bu của việc làm đồ án thì. Trời ơi, mình phải lưu vô bộ nhớ chứ, lưu vô điện thoại nhắc nhở. Cái này là ham làm nữa rồi. Lúc đó em xài được điện thoại của bắp chị ơi. Đừng có thừa cho cùi bắp với cùi gì hết á. Mình yêu thương nhau, mình phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đừng có 100m mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn. Hình như quen nhau mấy năm chắc lo sinh nhật chắc được 1 lần quá. Chắc không được lần nào. 2 năm anh. 2 năm lo sinh nhật được mấy lần? Lo được lần thứ 2. Vậy là quên có 1 lần à? Không, mà nhiều cái quên, nó dù hẹn quên. Hẹn quên nữa trời ơi, không được rồi. Rồi thôi, cái này xong. Chắc chắn nội này kiếm thêm nữa rồi. Bây giờ bắt buộc là giờ phải quan tâm nha. Dạ. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của Hà sao nè? Dạ, về bề ngoài thì cao 1m65. Em là người rất là mê trai đẹp, nên càng đẹp trai càng tốt. Có cái mẫu người lý tưởng không? Đẹp cỡ nào? Cỡ anh Hứa Nguyễn Văn. Dạ, tại vì em mê trai đẹp. Còn là về chưa hứa được đâu. Tính tình thì em đặc biệt ghét người gia trưởng, gọn gàng, sạch sẽ là được. Bên đó gọn gàng, sạch sẽ đó. Dạ. Nhưng mà ở miền Trung là không có gia trưởng thôi em ơi. Dạ, cũng có ít đó anh. Dạ, anh có gia trưởng không ạ? À, không em. Ảnh hẹn anh còn quên gia trưởng gì nổi như gia trưởng. Đây á, đàn trai là dễ thương, nhẹ nhàng, không đến mức gia trưởng đâu, em đừng lo.
chỉ có điều hơi nhậu hay quên thôi. Ví dụ như mà được thì anh có thể gì bỏ nhậu bớt được không anh? Bỏ nhậu em do không phải giảm nhậu chứ không phải là bỏ nhậu. Rồi giảm nhậu thì có thể, tại vì đặc thù công việc là hơn cũng nhậu hơi bị nhiều. Rồi vậy hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Cái ngoại hình thì dễ nhìn, ăn nói thì biết kính trên nhiều dưới, có cá tính một chút là được. Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái bên kia có cá tính không? Không, nhẹ nhàng. Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu anh nha. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Nhuộm tóc chị. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha. Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa không? Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ thì nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba ở nhà thối dữ lắm rồi chị. Ba nói sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ, là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Đúng rồi chị. Năm nay lấy luôn có kịp không? Có nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Nhưng mình lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Tương lai gần nữa thì em ở trong này. Còn về già thì chắc em về chưa quê. Chưa biết không? Ha, già dạ, chưa biết tính sao đi ha. Rồi, được rồi đó. Coi được thì trong năm nay lấy luôn đi, đặng có ba lo, nghe không? Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Em chắc bên đó dễ thương. Chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á. Chắc hiền. Đúng rồi, nhưng em cần cá tính đúng không? Không, mà hiền cũng được. Hiền cũng được ha. Mà ở nhà hiền hơn, ngoài thì dữ. Thôi, chào anh gái. Nếu cần giữ em có thể giữ được không? Dạ, em hung lắm anh. Được. Anh này á là dễ tính, dễ thương nhưng phải cần có người hung hơn ảnh. Dạ, cái đó chắc em làm được. Rồi, ok. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, hôm được nay em đi với lại thím, với lại vợ chồng của anh hai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. À. Dạ. Chào bạn em. Dạ, chào. Chào thím. Thiên á, đây á, là ở cùng với cháu này được gần 6 năm. Cá tính của bé Hạ là rất là nóng tính và cũng hơi dữ, cá tính dữ lắm. Đi thím thì thấy bạn nam này khoảng 60%. Rồi, cảm ơn thím. Giờ còn 40% nữa để coi bạn kia giải quyết thế nào. Hỏi đi với ai? Dạ, em đi với mấy anh em đồng nghiệp. Dạ, chào chương trình và chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Hội là người trầm tính. Em thấy bạn gái rất dễ thương. Có nói chung là nét người phụ nữ của gia đình Việt Nam. Mong muốn là cho hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau. Thôi. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt. Chào em. Chào anh. Thấy em như thế nào ạ? Thấy chưa, quên, cái vụ quên này. Đến chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Cái này là tượng trưng cho tình yêu. Một tình yêu gọi là tràn đầy sức sống như cái loài hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh thấy em như thế nào anh? Có hợp với cái sở thích của anh không ạ? Hiện tại thì chắc anh chưa biết, để anh tìm hiểu. Chắc có khả năng là tìm hiểu dài dài đó. Anh muốn hỏi em là em nghĩ gì về gia đình? Em rất là thương yêu gia đình. Em thuộc tiếp người con người của gia đình. Nếu mà được á, thì em muốn sống với gia đình hơn là sống riêng. Sở thích của em là gì? Ca hát và thích cài phim. Giờ em có thể hát cho anh nghe cái bài gì đó. Em sẽ hát bài Em Về Tinh Khôi. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dần thành mê say. Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng anh. Về tương lai, ví dụ như con cá hay này kia đó, em có cái gì quan điểm về chia sẻ luôn? Về con cái thì em nghĩ là hai đứa là được rồi. Không, anh nghĩ là thêm đứa nữa đi. Năn nỉ, anh nghĩ. Dạ, cái đó tính sao đi anh. Em là một người trí nhớ rất là tốt. Nếu như mà anh trí nhớ quen thì em có thể nhắc nhở anh. Em sẽ bù trừ anh cái việc đó. Rồi, cảm ơn em. Nói gì bạn gái đi. Là nó hồi hộp lắm, anh không biết nói gì chứ. Hả? Bạn gái nói chung là khá là xinh đẹp,
và cái tính tình thì cũng phù hợp với em. Em hy vọng là sẽ nghe cái giọng hát của bạn gái trong tương lai và mãi mãi. Bây giờ bạn trai nhát quá, bạn trai đứng lên, đứng lên, đứng lên. Trời ơi, là gì mà né, tôi kêu đứng lên thôi mà né. Nhờ nắm tay bạn gái nè, nói cái gì đó, nói một câu cho nó đàng hoàng. Điện chắc truyền qua lỡ chị. Dạ, em cũng có một... Anh cũng có một câu ngắn gọn như thế này thôi. Trong cuộc sống thì em có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà hãy chọn anh, vì anh sẽ mang cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nếu có chút cảm xúc và nghĩ rằng đối phương có thể phù hợp với mình để mình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì chúng ta bấm nút, suy nghĩ thật kỹ nhé. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Làm gì cũng chờ hồi sợ quên bấm á. Ra vô bấm cho chắc ăn đúng không? Đúng rồi. Rồi nắm tay nhau rồi thì mình hôn nhau thôi. Nắm tay cũng được. Dạ. Con xin phép thím Huy Anh là cho em hôn. Được em hôn hả? Được hôn em chứ được em hôn đâu. Hôn má đàng hoàng, tay là nắm nhau thật chặt. Sinh năm 1990, quê quán em là Thanh Tùng, Đồng Nai, Cà Mau. Hiện tại em đang làm công ty tư nhân, là công ty gỗ. Làm ở dưới đó luôn hả em? Dạ, em làm ở Bình Phước đó chị. Ủa là quê Cà Mau nhưng làm ở Bình Phước? Dạ. Rồi, ở trên Bình Phước là thuê nhà hả? Dạ, em ở tại công ty luôn chị. À, rồi mình chia sẻ một chút cái điểm mạnh, điểm yếu đi. Dạ, nói chung là điểm mạnh của em là tự lập, vui vẻ với mọi người, hòa đồng với mọi người, mọi công việc. Còn điểm yếu của em là đôi khi buồn là ở nhà một mình, có điện thoại chứ không có đi đâu. Rồi tình trường mình như thế nào? Dạ, hiện em cũng có gia đình nhưng mà đã ly hôn được 2 năm rồi chị. Em có gia đình rồi nhưng mà đã ly hôn được 2 năm. Rồi mình chia sẻ đi lý do tại sao mà mình ly hôn, có con gì chưa em? Dạ, em được 2 đứa con mà rồi em cái lý do mình ly hôn á, cụ thể là cái gì? Dạ, nói chung thì làm ăn chỉ là mọi người sẽ vì sinh viên chồng không được bắt đầu cái kiến à, dạ, vậy cho em xin phép xin nghe xíu nha. Anh Vĩnh ơi. Thôi ơi, có một anh đang vô nữa kìa em ơi, em coi anh đó như thế nào. Chưa tới thì mình phát ra giúp em ha, cho đỡ ồn giúp em ạ. À. Không, hình như là bạn hồi nãy vừa mới tát xong á, bạn Vĩnh đúng không? Dạ, anh Vĩnh ơi, em tắt gọi giùm chị đi. Dạ, dạ, nghe chị ơi. Em tắt cuộc gọi giùm chị đi, em bấm nút đỏ, tắt giùm chị. Rồi ok bạn là nãy bạn nói là tên gì? Văn Kha hả? Dạ Lưu Văn Kha chị. Ờ rồi bây giờ nè thì mình là làm trên đó là dậy lên nó làm lâu chưa? Được mấy năm rồi? Dạ em làm nó cũng được gần 2 năm rồi chị. Ờ làm công nhân trên đó là ly dị xong rồi lên đó luôn á đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ em muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ nói chung thì em không cần bạn gái nữa. Nhưng mà chỉ cần là cùng chúng với em là đi hết đường lại để lo sợ này lâu dài. Nhưng mà em tìm ở trên đó không có hay sao? Tại vì là môi trường công nhân chị nghĩ là mấy cô gái nhiều lắm chứ.
Dạ nói chung thì công việc của em thì em làm từ sáng đến chiều, và chị chỉ nói chung rồi về mệt ăn cơm xong rồi chỉ nghỉ ngơi thôi chứ cũng không có đi đâu chơi chị. Rồi làm chung không có luôn mà. Dạ không, chỗ em làm thanh niên không mà chị. Hả? Rồi. Nhưng mà bây giờ sao mà chị thấy vẫn còn buồn buồn á, thì em nghĩ là giờ bạn gái chọn em sẽ là vì cái lý do gì nè, cái điều kiện hay là em có những cái điểm gì mà em nghĩ bạn gái? Nói chung thì em cũng không có điều kiện gì để cho bạn gái thích, nhưng mà nếu mà người bạn gái thích em, nếu mà người bạn gái thương em thì em có thể lôi cho người bạn gái đó được và vui vẻ. Sẽ thích em lo bằng cách nào? Ví dụ thu nhập của em thì bây giờ ổn hay không, hay là có định hướng gì nên? Dạ thu nhập của em thì cũng khoảng 13 và 4 triệu một tháng là chị. Nhưng mà nếu sau này thì chuyện lâu dài sau này thì hai đứa lấy nhau cũng thể nhiều quá em sống cũng được. Cái đó thì theo quyết định của bạn gái em, muốn sống bên đâu cũng được. Rồi bây giờ cô đó cũng ly dị đang nuôi con được không? Dạ dạ cô đó có thể bao nhiêu tuổi chị? Thì em thích bao nhiêu tuổi? Thì em 32 tuổi đó, nhưng mà em cũng tuổi tác em quan trọng. Miễn vậy sao? Mà cũng hỏi bao nhiêu tuổi nữa thì nãy hỏi hỏi tuổi thì bây giờ 50 tuổi cũng được đúng không? Đâu dạ. Quan trọng đâu. Có gì đâu em xin lỗi nhiều khi thì miễn sao mà hai người hợp ý nhau là... nghĩa là miễn hợp ý, tuổi tác không quan trọng đúng không? 50 được không? Thì ý em sao nè, em hoặc là lớn hơn em là 3 tuổi thôi hay là như thế nào? Dạ cỡ 35 tuổi trở lại chị ơi. Rồi nhưng mà bây giờ người ta ly dị, người ta đang nuôi đứa con được không? Dạ được chị. Ừ sao nãy hỏi tới đó thấy suy nghĩ quá nha, không thích hay sao? Dạ có chị, em cũng đã từng trải qua rồi. Ừ. Rồi con em bây giờ em còn thăm không hay là còn gửi tiền bên đó không? Dạ không chị, đôi khi Tết về ghé thăm con chơi con được 1-2 ngày mà em cũng cấm đi làm. Rồi không có chu cấp gì hết hả em? Dạ nói chung lúc trước thì hai chồng cũng đi làm cũng được một cái tiền một số vốn đó chị. Rồi lúc hai chồng ra tòa thì chồng để lại một phần đó để cho vợ em con thấy nhỏ. À rồi em có bài lẻ gì không, ca hát hay là đọc thơ gì không, thích cái gì không, văn nghệ văn gừng rồi đó? Em chỉ thích văn nghệ thôi. Ừ làm gì được nè, thấy văn nghệ là vui lên liền á. Hát đi vài câu coi, phận là con gái gì đó cũng được. Mắc cỡ chị ơi. Gì vậy? Ở đó đang có ai hay sao? Dạ không có chị. Dạ không có chị. Hát đi, trời mình bây giờ muốn lên kiếm con gái thì cũng lên. Hát vài câu coi. Tụi chị rồi bây giờ em vượt qua cái vòng này là mình mới vô mình có bạn gái được. Nên là cố gắng lên. Đây có ai đâu hết này, ekip chương trình không ạ? À. Dạ. Ừ, ca cổ, ca gì đó được rồi hát luôn. Dạ thì cho em ca một khúc nhạc trẻ đi chị. Rồi, mời em. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy, bây giờ lại xa lạ, vẫn đường tình do anh một mình đành lặng. Nhìn em bước về ta cầm tay với ai, ánh mắt đôi môi ta đã chốt chọn, tại sao đến hôm nay lúc hiện tại nhận anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Rồi xong rồi, cảm ơn em ha, trời hát dữ dội luôn á, mà nói ngại ngùng như ca sĩ luôn. Rồi nếu như được chọn chương trình sẽ liên lạc với em sau nha. Dạ. Rồi dạ cảm ơn anh. Rồi em kết thúc cuộc gọi nha. Dạ anh bấm nút đỏ kết thúc cuộc gọi giúp em nha. Em cảm ơn, chào anh rồi.
Dạ, em chào anh Thiết nha, anh nghe chương trình nói rõ không anh? Dạ nghe rồi. Dạ rồi, anh bây giờ mình ngồi xuống cố định để bắt đầu phỏng vấn ha. Dạ. Dạ rồi, lát mình nói chuyện to rõ giúp em nha. Thì hôm nay có các chị biên tập bên chương trình sẽ phỏng vấn và trò chuyện với mình ha. Thì bây giờ em vui lòng mời anh giới thiệu đầy đủ thông tin họ tên cũng như là công việc của mình nha.